thử coi nó bể không nha mọi người. Thì thường thường á, nếu mà cái con mà nó không có bị cháy á, thì nó sẽ như vậy. À, con này thì mình đút ở dưới phần của cái đít lò nè. Nó tiếp xúc với lửa nhiều hơn thì tất nhiên nó sẽ bị cháy. Nhưng mà theo em biết á, thì những con cháy này nó sẽ chắc hơn. Giờ em ra đây em buông nha. Ra đây em dục xuống một cái nha. Biết bể không nữa. Đâu chú Hai buông coi bể không chú Hai. Trời ơi. Đâu buông cái nữa coi chú Hai, đem phải từ từ Rồi chú quăng đi. Không bể luôn. Giờ em quăng nè. Em quăng cho anh chị coi nha. Đâu bể đâu. Lăn cù cù luôn mà nó không bể nữa thấy không. Giờ em lấy thằng con kia em quăng nha. Dù gì mình sinh con rồi thấy không. Giờ mình quăng con này không bể thì mình đổi con này. Giờ em đổi thử nha.